những cái thiết kế của những cái xe này có thể tháo rời không nè? Lúc lắp ráp thì creator có thể cho chúng ta tháo rời những cái bộ phận, những chiếc xe này ra làm 3. Thì mỗi chiếc xe hoặc những chiếc máy bay chúng ta có thể tháo rời làm 3 như thế này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi gặp lại các bạn trên Das Simon Toy. Ngày hôm nay Simon sẽ tiếp tục open đồ chơi mới của Simon. Tất cả các set creator hiện tại trên bàn Simon đang có đây là những set creator mà Simon đã mua vào trong đầu năm 2016 vừa rồi. Thì Simon cũng đã khoe với các bạn trong cái video haul lần trước rồi đúng không nào? Thì trước tiên thì Simon có những cái set sau đây. Đây là cái set gồm có xe tải, phi thuyền và máy bay. Đây là set xe đua. Còn đây là set xe lửa. Và đây là những set creator 3 trong 1. Thì trong mỗi set như thế này thì chúng ta có một thiết kế chính và hai thiết kế kèm theo. Ngoài ra các bạn nhớ xem tới cuối video để xem ngoài cái thiết kế 3 trong 1 thì chúng ta sẽ có những gì nữa nha. Hồi đó thì xem mình chỉ mua một cái set to và hai cái set nhỏ này thôi. Nhưng mà sau khi phát hiện ra cái set xe lửa này nè, nó có 3 thiết kế và khi kết hợp 3 thiết kế này lại thì chúng ta sẽ có được một đoàn tàu xe lửa luôn đó. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng mở hộp và làm unbox thôi. Wow, vậy là Simon đã wrap xong những cái set creator này rồi. Như Simon đã nói đầu video thì cái set đoàn tàu xe lửa này của Simon khi có 3 thiết kế thì chúng ta có thể tạo thành một cái đoàn tàu đó. Để Simon wrap lại cho các bạn xem nha.
Ta-da, đây là đoàn tàu xe lửa của Simon. Cho nó chạy nè. Hình như nó bị chênh cái gì nè. Chạy đi. Thì trước cái đoàn tàu màu xanh này thì hồi trước thì Creator cũng có một cái đoàn tàu màu xanh lá nữa. Nhưng mà Simon không nhớ là Simon để đâu rồi. Nhưng mà Simon chỉ có toa tàu đầu tiên thôi. Nãy giờ các bạn xem video thì các bạn có thấy gì lạ không đó? Nãy giờ lúc mà Simon làm stop motion building thì các bạn có thấy gì lạ không? Ngoài những cái thiết kế có thể thay đổi ra thì các bạn có chú ý là những cái thiết kế của những cái xe này có thể tháo rời không nè? Lúc lắp ráp thì Creator có thể cho chúng ta tháo rời những cái bộ phận, những chiếc xe này ra làm 3. Thì mỗi chiếc xe hoặc những chiếc máy bay chúng ta có thể tháo rời làm 3 như thế này. Xe lửa của Simon cũng có thể tháo rời vậy luôn nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng những cái thiết kế được tháo rời này để ráp lại thành một chiếc xe mới. Ví dụ như là Simon có thể ráp đầu của xe đua vào cái thân của xe tải. Đuôi thì Simon sẽ gắn thêm một phần của xe tải nha. Không, Simon thích lắp máy bay vào hơn. Vậy là Simon có một chiếc xe tải máy bay. Qua đây thì các bạn có thể tự do sáng tạo về những cái thiết kế khác. Simon thấy đây là một cái thiết kế rất là hay. Ngoài có thể thay đổi thiết kế và chúng ta có thể kết hợp những thiết kế lại với nhau nữa. Wow, một set creator như thế này chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Các bạn nào có những cái set creator như Simon thì nhanh chân ráp và chụp hình lại cho Simon xem nha. Simon cũng rất muốn biết là các bạn sáng tạo với creator như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Đừng quên subscribe channel của Simon để xem kết quả của giveaway và đón chờ những cái giveaway mới nữa nha. Xin chào.